Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa, trận đấu chung kết của dòng đá các đội mạnh khu vực phía Nam của thành phố Nam Định sẽ diễn ra tại sân cỏ nhân tạo Hoàng Vân. Điện tử Điện lạnh Hoàng Kiên, Nam Tân, hai cái tên đình đám và thi đấu rất tốt ở trong chặng đường giải đã qua là hai đội bóng sẽ góp nhặt nên một trận đấu chung kết được nhìn nhận là trong mơ của giải. Và trước khi trận đấu này diễn ra, các phóng viên của bản tin bóng đá Nam Định đã có mặt tại sân cỏ nhân tạo Hoàng Vân để ghi lại buổi tập cuối cùng của cả hai đội trước khi trận đấu chung kết này được bắt đầu. Xin chào mừng các quý khán giả của bản tin bóng đá Nam Định. Lúc này chúng tôi đã và đang có mặt tại sân Vân để đã và đang đồng hành cùng với quý khán giả trước thềm trận chung kết của giải bóng đá vô địch các đội mạnh khu phía Nam thành phố Nam Định. Và lúc này thì công tác chuẩn bị dành cho trận quyết của ban tổ chức cũng đã và đang được hoàn tất, và chỉ còn một trận đấu thôi là chúng ta sẽ xác định ra đội bóng vô địch của giải đấu này. Hai cái tên đã xuất sắc để có mặt ở trong trận đấu cuối cùng là cầu thủ của Điện tử Điện Hồng Kiên và cầu thủ của FC Nam Tân. Và lúc này thì cầu thủ của Điện tử Điện Hồng Kiên cũng đã và đang rất giáo diết để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng, trận đấu lần đầu tiên Điện tử Điện Hồng Kiên có mặt ở trong trận chung kết của giải đấu này. Như vậy là chỉ còn chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa, trận chung kết của dòng đá các đội mạnh khu vực phía Nam thành phố Nam Định năm 2016 sẽ diễn ra tại sân cỏ nhân tạo Hoàng Vân. Với Nam Tân, đây là lần thứ hai họ góp mặt trong trận đấu chung kết của giải. Với sự kỳ vọng rất lớn dành cho những nhà đương kim á quân, rõ ràng Nam Tân đang là đội bóng được người ta chờ đợi sẽ tạo ra sự bất ngờ trong ngày thi đấu cuối cùng sau những gì mà đội bóng này đã thể hiện ở chặng đường năm nay. Tin điều tiết cho biết tình hình lực lượng của đội bóng ở trong thời điểm hiện tại cũng như sự quyết tâm của đội bóng FC Nam Tân khi mà lần thứ hai cầu thủ Nam Tân lọt vào đến trận đấu cuối cùng ở mùa giải năm ngoái thì đội bóng của Lưu Thiết đã để thua cầu thủ của Tuấn Anh Phun, và mùa giải này thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chờ đợi một sự quyết tâm đến từ cầu thủ Nam Tân. Và xin mời Lưu Thiết. Thưa anh, tất cả anh em trong đội đang rất quyết tâm và cả tinh thần và sức khỏe để chuẩn bị cho trận chung kết diễn ra vào buổi chiều mai. Tình hình lực lượng của ngoại binh của mình ở thời điểm là như thế nào? Bởi vì trong trận đấu bán kết gặp cầu thủ của FC Hồng Quang thì không có nhiều những ngoại binh xuất hiện trong áo của cầu thủ Nam Tân. Và chắc chắn khi chỉ còn một trận đấu cuối cùng thì chắc chắn sự có mặt của các ngoại binh nó sẽ giúp cho sức mạnh của cầu thủ Nam Tân để thi đấu cùng với một ứng cử viên rất nặng ký như Điện tử Điện Kiên. Với tình hình ngoại binh thì tất cả anh em ngoại binh của đội đã được mời về để chuẩn bị cho trận đấu thi đấu ngày mai. Nhưng tất cả các anh em đều ổn định về mặt sức khỏe và chuẩn bị cho trận đấu chung kết ngày mai. Và được biết để tiếp lửa cho cầu thủ Nam Tân thì hội cổ động viên của Nam Tân cũng đã đang chuẩn bị cũng như đã đang kêu gọi những người con ở trên quê hương Tân Thịnh của mình để chung tay và góp sức để cùng đến với sân Hồng Vân để tiếp lửa dành cho đội bóng của cầu thủ FC Nam Tân. Và xin Đinh Viết Anh cho biết ở trong những ngày đã qua bạn đã làm những gì để kêu gọi những cổ động viên của mình đến với sân nhiều hơn. Xin báo cáo bản tin bóng Nam Định và ban tổ chức sân vận động Hồng Vân. Thì trong những ngày qua, các cổ động viên của bóng Nam Tân đã chuẩn bị rất là chu đáo bằng công tác tuyên truyền trên Twitter, Facebook, Zalo và cùng với nhiều phương tiện truyền thông như loa đài của xã, và thông báo gửi giấy mời đến tất cả bà con nhân dân trong xã bằng những loa phát thanh của địa phương. Chúng tôi đã kêu gọi được gần 1.000 cổ động viên gồm phương tiện một ô tô bán tải, 4 cung lông và một chi đội Exciter sẽ đi đầu dẫn đầu đoàn, và sau đó là chi đội NGM cùng với lại toàn bộ cờ hoa của đội, cờ đội bóng, băng rôn, cờ đỏ sao vàng và 10 cây trống. Chúng tôi đã mượn 10 cây trống để đặt vào sân để cổ vũ cho anh em. Và cùng với đó là đội Nam Tân đã mời một số nhà báo của báo Thể thao Sài Gòn trong thành phố Hồ Chí Minh ra đưa tin, và rất có thể ngày mai thì một số nhà báo sẽ về đưa tin. Và tối nay hội cổ động viên Nam Tân họp đội bóng và cùng với họp với đảng ủy chính quyền để thống nhất kế hoạch tổ chức vào chiều ngày mai. Chúng tôi sẽ meeting cổ động diễu hành quanh toàn bộ xã, sau đó sẽ đưa các cầu thủ đến viếng nghĩa trang liệt sĩ, một nghĩa cử rất là cao đẹp của hội cổ động viên và các cầu thủ cùng với lại ban lãnh đạo xã. Sau đó chúng tôi sẽ diễu hành từ ủy ban nhân dân xã lên đến sân Hoàng Vân. Trước khi đến sân Hoàng Vân, chúng tôi sẽ chụp ảnh ghi hình lưu niệm. Và toàn bộ, xin tiết lộ thêm một số thông tin là toàn bộ biển số xe của đội tuyển Nam Tân đều là biển số xe Nam Tân vô địch. Trong khi đó, cơn khát danh hiệu rõ ràng vẫn đang đến đối với các cầu thủ Điện tử Điện lạnh Hoàng Kiên. Sau bao năm chờ đợi thì các cổ động viên của bóng đá Nam Định vẫn mong mỏi một chiếc cúp đến với bầu thân và các học trò. Trước cơn khát danh hiệu, dường như các cầu thủ Điện tử Điện lạnh Hoàng Kiên sẽ phải vượt qua sức ép về mặt tâm lý
Có như vậy, lối chơi bay bổng và sự lì lợm cũng như kinh nghiệm của đội bóng này sẽ được thể hiện ở trong trận đấu chung kết. Lúc này đã và đang đứng cạnh tôi đây là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Điện Tử Điện Kiên, anh Hoàng Thăng. Và xin anh cho biết lực lượng của Điện Tử Điện Kiên trước khi bước vào trận chung kết ở thời điểm hiện tại là như thế nào ạ? Thực sự là trước khi vào trận chung kết này thì anh lực lượng của Hoàng Kiên cũng coi như đầy đủ. Anh em cũng cố gắng hết sức để đá trận chung kết. Thứ nhất là mang cái sự nhiệt huyết đến cho tất cả cổ động viên và cả động viên và tất cả những người yêu thích câu lạc bộ Hoàng Thăng nói chung, Hoàng Kiên nói riêng. Trong nhân sự anh em thì cũng có một vài anh em chấn thương, nhưng chắc là trận chung kết sẽ đầy đủ tất cả các cầu thủ trên sân. Rất nhiều những khán giả yêu mến Điện Tử Điện Kiên đã và đang lo lắng về trường hợp của Văn Thắm, người đã gặp phải chấn thương trước khi trận bán kết gặp cầu thủ của FC Giao Hòa. Tuy nhiên thì khi tung Văn Thắm vào sân, Văn Thắm đã ghi bàn thắng rất quan trọng để giúp cho Điện Tử Điện Kiên đã có mặt ở trong trận chung kết. Và liệu tình hình chấn thương của Văn Thắm có ổn định và hoàn toàn bình phục trước khi trận chung kết lớn này hay không? Nói chung là trước trận bán kết đá với Giao Hòa thì trận chung kết này Văn Thắm sẽ hồi phục được khoảng 85% vì trước khi đá Văn Thắm có chấn thương mắt, nhưng bây giờ là chắc là ổn vì Văn Thắm đã phục sức khỏe rất tốt và sẽ thi đấu trong trận chung kết mới Nam Tân. Và còn một trường hợp nữa mà rất nhiều những khán giả đã và đang đặt ra câu hỏi là trường hợp của Công Đắc, cầu thủ của Điện Tử Điện Kiên, tuy nhiên thì là người con của quê hương xã Tân Thịnh, đội bóng chủ quản của cầu thủ FC Nam Tân. Và ở trong trận chung kết thì tình hình của Công Đắc, liệu anh có sử dụng Công Đắc ngay từ những phút đầu tiên và Công Đắc có thể toàn tâm toàn ý để cống hiến cho áo của Điện Tử Điện Kiên hay không? Thì trường hợp của Công Đắc thì cũng rất là khó. Mình biết là Công Đắc là quê sinh ra ở Lâm Tân, nhưng tất cả các cầu thủ bóng đá của tất cả các câu lạc bộ trên thế giới có thể sinh ra quê nhưng vẫn thi đấu cho câu lạc bộ khác nhau. Vì câu lạc bộ Hoàng Thăng nói riêng và Hoàng Kiên bây giờ đầu tiên thành đầu tiên thì Công Đắc đã thi đấu trước khi Lâm Tân thành đội bóng. Cho nên mình cũng thay mặt của đội bóng Hoàng Thăng, Hoàng Kiên xin lỗi tất cả các cổ viên của Lâm Tân và tất cả các ban lãnh đạo của ban ngành của toàn thể xã Lâm Tân và tất cả các cầu thủ trên sân của Lâm Tân. Thì vì Công Đắc đã thi đấu cho đội của Hoàng Kiên trước khi Lam Tân thành đội bóng, chuyên đây cũng là mình xin lỗi trước Lam Tân. Thì trong trận chung kết Công Đắc sẽ thi đấu kiểu đội bóng Hoàng Kiên sẽ thi đấu hết mực để thứ nhất là cho được tất cả cổ viên quý Hoàng Kiên và tất cả những người mê bóng đá để có những cái trận đấu chung kết vừa fair play vừa đẹp và công hiến cho khán giả và tất cả chung kết. Nói chung là toàn cầu, nếu ai đã xem được tin vào Nam Định, xin hẹn cảm ơn. Vâng, xin chào chàng, cảm ơn. Dù thế nào đi nữa, cuộc đối đầu của Điện Tử Điện Lạnh Hoàng Kiên và Nam Tân trong trận đấu chung kết của giải năm nay cũng là trận đấu chung kết được chờ đợi. Nó không chỉ xứng đáng về mặt chuyên môn, mà đây cũng chính là hai trong số những đội bóng đã có lối chơi tốt và thể hiện được nét đẹp của môn bóng đá phong trào ở khu vực phía Nam của thành phố Nam Định trong năm 2016.